cảm động của bạn khóc hay sao vậy bạn? Không có. Bị cay mắt quá khóc cả nhà. Nước mắt thiệt. Cay lắm. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Gia Phú Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến thăm một hiện tượng mạng xã hội đã từng xuất hiện với món bắp nướng mỡ hành, chính là Tây Thi. Mình giữ đúng lời hứa, mình đã hứa sẽ quay Tây Thi cũng phải rất lâu rồi thì mới có thể bây giờ mới đến đây. Hiện tại thì Phú đang ở ngay trong con hẻm nhà của người thân và cái Tây Thi có muốn trọ ở đây nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào tìm hiểu xem cái công việc Tây Thi của một buổi làm việc như thế nào để chia sẻ được đến cả nhà nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Buổi chiều chúng ta sẽ đến cái chỗ ăn và chỗ bán. Rồi, đây là có thể thấy xe của Tây Thi. Là chiều đẩy nè, bắp nè. Wow. Hai bao bự luôn. Đây trái lên đây. Đây. Tây Thi đang ở trong á. Đang lo chuẩn bị để cho kịp á cả nhà. Đó, bắp mua về để quá trời luôn. Rồi, chúng ta vào trong thôi. Thì hiện tại Phú đã vào khu vực gọi là sao chế biến của Tây Thi. Giới thiệu cái nhà cũng lâu rồi không thấy Tây Thi, giờ là giới thiệu mọi người đây là Tây Thi. Xin chào cả nhà, xin chào anh Phú. Nói chung là cũng từ lúc mà Tây Thi bán đến bây giờ là tụi anh mới có dịp để mà qua đây để quay chia sẻ cho khán giả của anh biết. Rất là nhiều người bạn yêu cầu anh đó, mà sợ là tại vì thi thể là bận với lại không có đủ thời gian, tại vì muốn quay kỹ càng để cho mình chia sẻ gửi đến cho mọi người. Anh muốn chút. Em cảm ơn anh Phú rất là nhiều nha. Đâu có gì đâu. Không, mà thực sự thì bây giờ là qua đây rồi mới thấy là cái công việc của Tây Thi nó cũng nói chung là cũng vất vả, và nó cái điều kiện nó cũng hơi bị thiếu thốn à. Dạ đúng rồi anh. Ở đây là nhà của chị Tây Thi. Tây Thi là muốn nhà ở chỗ khác nữa. Bên đây thì nó rộng hơn để Tây Thi có thể dễ làm hơn. Bây giờ là đây là Thi đang mình lựa hành lại hả Thi? Dạ, cắt, lựa, xong rồi mình sẽ đem rửa. Dạ, cắt rồi em rửa. Thấy có cọng bự, cọng nhỏ ha. Thấy nó cực lắm anh ơi. Khi hôm bán xong phải không? Em đi lấy bắp cho tới sáng đó. Lấy 4 giờ sáng. Nên nhầm khi anh gọi em cũng đâu có. Em ngủ á. Hồi tối em thức để em dọn để cho nó bớt để cho anh quay cho nó thoải mái. Cảm ơn cả nhà. Là có mấy lần là Phú liên hệ với Thi, mà thật sự là Thi bán khuya lắm, mà về là tới tầm 12 giờ mấy, 1 giờ thì Thi lúc đó mới trả lời lại cho mình. Hôm bữa là Thi cũng có hẹn đi quay cái cảnh để mà muốn cùng Phú cũng muốn chia sẻ cái cảnh mà Thi đi chợ mua á, nhưng mà mình lại không có sắp xếp được. Là em bán xong là mấy giờ em bắt đầu em đi? Dạ, 1 giờ rưỡi em đi lấy bắp cho tới 4 giờ sáng em mới về nhà. Trời
như vậy đó, để cho cả nhà biết, cho cô chú biết là cái người cái bán buôn em nó khổ tên sao, để thôi cả nhà thấy em đi bán như bịch hoa lan đi, người bịch hoa lan đi em bán nhiêu, có bán 60.000 đi, bán 60.000 một ký, thật chất là em mua chỉ có một bịch đó là có 200.000 là 10 kg thôi, mà em bán là 60.000 một ký là 600.000 là 10 ký, nhưng mà một củ hoa lan 100g như vậy nó đâu có còn nhiêu đâu, 200 gram đi, một củ hoa lan 200g đi nướng chỉ còn 100g thôi. Một cùng một bịch hoa lan 10 kg em nướng chỉ còn có thành 5 kg, em rửa còn có 9 kg em nướng còn 5 kg. Em nói cố nghe kịp không? Là một bịch hoa lan chỉ em bán lại có 100.000 bạc. Thì mình có trừ cái công sức mình đây nè, là trừ công sức ra. Thì em găm cái đèn vậy. Ngày làm bán mấy bịch này? Có bịch này hả? Bịch này bao nhiêu ký? Bịch này 10 ký. 10 ký. 10 ký mà một bịch như vậy là có 200.000 thôi. Nhưng mà em nướng ra chỉ còn có 5 ký thôi. Tại vì nướng ra nó rất là nhẹ, nó không có còn nặng nữa. Khi mình luộc, khi luộc thì nó còn nặng, nó còn khí, mà ấy nó không có còn ký nữa. Mắc đi, nó nhẹ đi. Mắc cười mấy khi ngồi đang ngồi lựa hành vậy nè. Em rất là vui tại vì rất là cay mắt. Em đang có bệnh không mà sao em cái giọng? Cay mắt. Dạ. Em mới vô cay mắt. Anh thấy em cái giọng em nó wow. Ba anh em đang ngồi cay mắt luôn. Nghe cay mắt rất là vui. Cái đầu vô cay mắt Như được biết là khoai lang là thì mới bán gần đây đúng không? Dạ đúng rồi anh. Em bán được nửa tháng rồi. Em mới bán được nửa tháng, em muốn lấy lòng khách, muốn cho khách yêu mến em hơn, mua những cái bắp của em, thì em nên em mỗi lần thứ năm thì em tặng mỗi một củ khoai lang một ly bắp, một ly bắp gì đó tặng củ khoai lang đó. Cứ thứ năm là mua ly bắp tặng củ khoai lang. Dạ. Là em lấy lòng khách đó anh ơi. Chi ân khách hàng. Thằng thế ai dù cho xa lạ cũng vậy. Vậy là nhưng mà khoai thì vẫn bán hàng ngày đúng không? Dạ đúng rồi anh, khoai em vẫn bán hàng ngày. Em có bán hàng xay nữa. Em có bán xay nữa. Trời, bán nhiều thứ quá vậy. Tại em bán làm hay con mình một thân làm rồi đến 4 giờ rồi về ngủ đến sáng mấy giờ dậy? Dạ sáng là 10 giờ rồi dậy anh, 10 rưỡi dậy. Đó là bây giờ là làm tiếp cái này thằng cả nhà. Đó, làm tới trưa là bắt đầu mấy giờ? Dạ, làm cho tới chiều. Tới rồi. Chiều luôn. Dạ. Mấy giờ là bắt đầu đẩy ra cái địa điểm kia? Dạ 3 giờ rưỡi em bắt đầu đẩy ra địa điểm kia. Em làm xong rồi em về nhà tắm rửa đẩy cái ngoài. Đó. Vậy là coi như là bên ngoài là 4 giờ ha. Dạ. 4 giờ là em bán ngay chỗ cái chỗ Bình Thới là buổi chiều, rồi buổi tối là em bán chỗ khác nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì cũng chia sẻ với cả nhà là do thứ nhất là bán buôn vỉa hè mà cho nên được cái vị trí nó không có được ổn định. Thì buổi chiều Phú sẽ chia sẻ cái địa điểm buổi chiều và buổi tây thi bán, và khi mà mua xong mình sẽ đến cái địa điểm mà tây thi bán buổi tối nữa, để tại nhiều khi lỡ buổi chiều mọi người đến không có thì mọi người chạy qua cái địa điểm buổi tối đó để mình gặp tây thi mua ăn nha. Trời, dễ thương quá. Cái buổi tối là ở gần ngay chỗ đó luôn không? Các bên luôn hả? Rồi có gì chiều thì anh sẽ quay lại anh hỏi cái chỗ đó. Đó, anh đi chia sẻ cho mọi người. Bây giờ là đợi coi rửa rồi này nọ ha. Cảm động của bạn khóc là sao vậy bạn? Không có. Bị cay mắt quá khóc cả nhà. Bị mắt. Anh cay lắm. Trời ơi, mình cũng chảy nước mắt luôn, cay quá. Tại vì chút xíu nó hết là tại làm quen á. Là tại vì lý do là tại vì lúc đó là em được cộng đồng mạng yêu mến em rất là quyền liệt, rất là đông, nên em mới bán được cái số điểm, em mới bán được cái số lượng đông như đến vậy. Còn sau khi em không còn yêu nó, tại vì cái tánh em nó chân chất quá, nó em không có biết diễn, em không có biết diễn cái gì gọi là để cho nó có vui nữa, nên em không có được lấy cái chú ý của cộng đồng mạng, nên em mới bị rất quêu. Sau khi em bị rất quêu thì mấy anh mới đi tìm mấy chỗ khác để quay hơn, thì nhiều anh chị hỏi gì là đúng như vậy đó. Mà em nói chung là em đối với cá nhân anh, em đừng có quan tâm cái việc đó, mình cứ bán đúng, mình cứ sống thật, chứ đừng cứ tại vì có nhiều YouTuber họ chỉ quan, không phải chỉ riêng em nhưng mà nhiều lắm,
cứ họ chỉ quay một thời gian, tại vì lúc đó đang em đang ngáy này nọ thôi, chứ em đừng có nghĩ là mình phải cố làm vui rồi về cho người ta bu nhiều vô. Mình cứ bán đúng, mình bán thì sẽ được nhiều mọi người ủng hộ thôi. Mình quà hơn để em được cô chú anh chị ở nước ngoài yêu mến em rất là nhiều. Thì cho đến giờ hôm nay thì sau khi em không có còn bán được đông khách hơn nữa, thì mỗi ngày thì cô chú anh chị ở nước ngoài mua cho em một mỗi một ngày là 100 mấy 200 ly để phát từ thiện mỗi ngày, mà hàng tháng như vậy là 4-5 tháng liên tiếp. Chung vậy cũng đỡ cho em hả? Dạ, mỗi hàng ngày qua là em rất là cảm ơn cô chú anh chị ở nước ngoài rất là nhiều. Tại vì trong một thời gian anh nghĩ đi, nếu anh hợp lại với em thì trong một thời gian mà ngắn như vậy, trong một thời gian dài như vậy, thì anh cảm xúc của anh thì nó rất là ý nghĩa. Và em luôn luôn mang ơn tất cả các cô chú anh chị mạnh quân ở nước ngoài và trong nước luôn. Không, mà có một điều anh rất là thích em, thì anh được biết là ngoài công việc buôn bán thì lâu lâu em vẫn dành một số ngày em đi thiện nguyện, đúng không? Dạ, thì thứ nhật này em đi thiện nguyện để cho các cô chú anh chị mạnh thường quân một tấn gạo ở trên Suối Tiên. Cứ là mỗi tháng em đi mỗi tháng, thì sao? Mỗi tháng thì em đi phóng sanh thả cá, thì mỗi mùng 9 thì em nghỉ, chứ em không có nghỉ, dám nghỉ hoài. Chung tay thì cũng thường làm những công việc thiện nguyện ở nhà. Nếu mà cả nhà có từng xem clip mà Phú quay bà bán bắp nướng ở Thủ Đức á, thì Tê Thi có từng tặng chiếc xe đó cho bà, anh cũng có xuống thăm bà một lần. Rồi, mừng quá được giải thoát cay mắt rồi, đã bỏ vô rửa. Ủa, nãy giờ em biết ha, anh là em mua bao nhiêu ký hành lực? Dạ, thấy thấy giờ là 15 ký. 15 ký? Dạ. Bán đến tối luôn? Dạ, đúng rồi. Anh cho anh hỏi này tí xíu nè. Dạ. Tây Thi là em tự đặt hả? Từ đâu ra là cái lúc nào? Tây Thi là từ lúc ban đầu em mới được cộng đồng yêu mến là anh Thịnh đặt cho em luôn. Anh đặt cho em cái tên Tây Thi luôn. Và lúc đó là được cô chú ý đến á. Anh Thịnh thấy cái Tây Thi nó dễ thương quá. Anh Thịnh đặt cho em cái tên Tây Thi luôn. Đấy, thấy công đoạn cắt hành là mình là giờ là em cắt bỏ bớt nữa đúng không? Dạ, bỏ bớt cái đầu hành nữa. Cái đầu với cái đuôi. Dạ. Tại vì trời mưa thành cái đuôi nó xấu quá. Nên là từ lá nó xong rồi nó lâu quá, với lại nó còn xếp ở trong quá. Xong cắt từ đầu luôn. Dạ. Xong cắt từ đầu luôn. Cắt từ đầu. Đầy đủ công đoạn chứ đâu có phải, nói chung là bán mua đồ ăn cực khổ ha. Mình mới nhìn mấy lần cũng thấy người ta bán, mình cũng thấy thích thú, đi viết quay viết nhìn thấy cũng nản nản rồi đó. Thấy muốn kinh doanh luôn. Thấy muốn kinh doanh luôn ha. Bán đồ ăn cực lắm à, dễ đâu cả nhà ơi. Cực chứ lắm, cực chứ. Nhưng mà hồi trước em bán gì hả? Hồi trước em cũng vẫn bán bắp luôn. Không, bắp luôn hả? Dạ. Là do như em dự định là bán, có dự định gì này không, hay là cứ bán bắp bán khoai vậy thôi? Bán khoai vậy thôi, tại vì có duyên với hai cái này, có duyên với nghề bắp đó. Bỏ không được em có duyên gì em có bán khác nữa. Mà sao có duyên? Đồ có sắc xanh nè. Tại vì có duyên là tại em muốn bán, tại vì em muốn nhớ về cái tuổi thơ của em hơn. Cái tuổi thơ của em hồi đó ở dưới quê á, em cũng hay ăn về bắp, hay trồng bắp, nhà ba em cũng trồng bắp nữa đó. Trồng bắp ít nên chắc là cực. Khi một trái bắp bán ra 12.000 chắc là cực. Tại vì không phải là nó cực cho cái, thứ nhất là nó cực cho cái người trồng, cực cho người bẻ xong rồi đem đi bán chỉ có giá có 12.000 thôi, mà biết bao nhiêu công đoạn. Tay công đoạn thứ nhất là muốt nè, mỡ hành nè, sa tế nè, cân ớt nữa nè, rất là nhiều.
nhiều lần thì anh cũng có nghe, nhưng cũng có đi thì thấy là mua rau hay là mua rau củ gì ở Xuân Vườn giá rất là rẻ. Dạ. Nhiều khi có như có mấy chục ngàn mà được quá trời ký luôn. Có 20 ngàn mà được 20 ký. Ờ đúng không? Anh nghe anh cũng không biết cái số lượng, nhưng mà anh thấy là mỗi lần mua là mua được rất là nhiều. Nhưng mà ở dưới quê họ bán rất là rẻ. Mà cái công sức bỏ ra trồng này nọ, cái thời gian này nọ rất là lâu nữa. Yeah. Rồi đây, cả nhà ơi, đây là coi như là bỏ nè, hư nè. Đây là hao hụt nè. Đó, đây là cái khoai rồi hành. Bắp có bị hao hụt không ta? Dạ yeah, không, có nhầm khi có nhầm khi. Lột ra mình mới thấy ở trong nó bị gì thế nào mới bỏ hả? Dạ yeah, đúng vậy. Đó, giờ xào ruốc. Đây là ruốc như đây là còn xào nữa không? Dạ, yeah, xào nữa hả? Bao nhiêu ký ruốc? Ít, ừ, còn bật, có bật mít. Tự không bật mít là chết luôn. Dạ, yeah, xào 1 ký rưỡi. Hả? 1 ký rưỡi. 1 ký rưỡi hả? Là bán cho đến đêm luôn. Yeah. Em có bỏ gia vị gì vô không? Yeah. À, chỉ xào cho nó chín đỏ lên vậy thôi. Dạ. Yeah. Trời, trời ơi. Ít hồng. Trời ơi. Có bao giờ thỏng chưa? Nó thỏng chứ nghe nè. Trời ơi. Nè, nè. Dạ. Nó văng tới đây luôn rồi nè. Văng. Là lúc nào cũng làm kiểu vậy luôn hả? Đó, nó thỏng lên nó kêu nó thỏng. Rồi, xong cái máy cũng chín rồi. Cái hơi mấy cái bọt đi con nó bay mặt dở không nó kêu mặt tay em nóng chứ không sao mặt bàn tay mà đó à. Anh hiện không chở em đi làm bệnh viện á, lòm đi lại thương chỉnh tẩy á, là mạo hiểm quá vậy, không có cách nào an toàn hơn hả? Bao tay, bao tay hay là em nó vuột nguyên cái hồi dòng xuống băng bao tay nghe em thành đã ghê quá. Cả nhà nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mong cả nhà thương mến nhớ đến còn giúp cho em 173 giờ mình hơi muốn hỏi cho em nước. Bà quảng cáo, quảng cáo như vậy rồi, rồi cười dễ thương ghê. Rồi giờ là cái bắp lên xe. À, ổ bắp này là đặt người ta giao tới hay sao? Em tự đi lấy ha. Em tự đi lấy hả? Sớm. Vậy là lấy làm sao? Là lấy vừa khuya luôn hả? Dạ. Em đi bán xong rồi về em chạy lên trên chỗ. Là người ta bỏ em nguyên bịch về rồi em thuê xe chở về. Em chở về luôn. Dạ. Ồ. Vậy nếu mà mình phải dành được cái buổi đêm mình quay ha. Không lẽ tối nay quay luôn. Thì bị vướng nhiều việc quá thật sự luôn, ở nhà là phải về rồi làm clip rồi nọ buổi khuya không à. Thật ra là vướng cái dự án kia là Ờ. Một buổi là em bán một bịch đó không? Từ đến tối là bán hết bịch luôn hay là hai bịch đó luôn? Dạ. Bán hết bịch đó luôn. Hai bịch. Ờ một bịch đó hả? Mô phạt. Vì liệu. Chỉ vì liệu nè. Bánh một bao này là bao nhiêu ký? Dạ. Bao nhiêu ký rồi? Dạ bao này 90. 90 ký. Ngày tiêu thụ hết 90 ký bắp. Bán bao nhiêu ký thì mới đủ sở vốn? Anh nói sao anh? Em bán được bao nhiêu ký thì mới đủ vốn? Bán được bao nhiêu ký mới đủ vốn? Hay là phải bán hết mới có lời? Em bán hết mới có lời. Bán hết mới có lời? Em bán mà còn như mà 30 trái, 30 trái gì thì em không có lời. Ồ, nhưng mà bắp thì bắp vẫn qua ngày vẫn sử dụng được mà đúng không? Dạ, qua ngày thì sử dụng được, qua ngày thứ 3 thì nó không còn ngọt nữa, qua ngày thứ bữa nay qua ngày mai là nó bớt ngọt đi rồi, qua ngày mai nữa là nó nhạt, cái bắp nó thành bột luôn á. Thì nó thành bột luôn á. Thì bây giờ anh bớt không thì nó ra nước nè. Đúng rồi, nó ra cái sữa, giống như cái sữa vậy cái nhà. Ra cái sữa hả? Đó. Rồi mà qua đẩy ngày mai là bắp không có còn ngọt. Mà đẩy ngày mai nó lại già luôn. Nhưng mà vậy có hồi kỳ em có bị không? Rồi để qua ngày thì em có xài nữa không hay em bỏ luôn? Dạ. Em tặng cho thằng Thiện. À, đem luộc. Rồi, cái đúng rồi, công phu phải không? Rồi. Không phải bán hàng là dễ đâu. Ok. Rồi.
chiều mình đã quay lại. Giờ là Tây Thi cũng đã đẩy xe ra tươm tất để bắt đầu buổi chiều bán của mình. Đó, anh giữ đúng lời hứa không? Tới sớm hơn em luôn. Trời ơi, sao mà hồng cánh sen dễ thương quá. Rồi, hiện tại là đây là địa chỉ mà Tây Thi giao bán ở buổi chiều, là 173 Bình Thới, quận 11 nha cả nhà, trước trung tâm văn hóa thể thao, ngay sân khấu sau Minh Béo. Đó, bây giờ là bắp được nướng, có một chị đang mua 4 ly. Dạ. Đó, 1 ly hiện tại là coi như là 12.000 đúng không? Dạ đúng rồi anh. Giá cao nhất là bao nhiêu? Dạ 12.000. 12.000 thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu nó sẽ chín mà? Dạ 5 phút mà anh. 5 phút. Dạ. Đó, cả nhà thấy làm từ quần quật, từ tối tới ngủ miếng rồi tới đầu giờ sáng 10 giờ là làm tới trưa, tới chiều luôn. Đó, giờ bày ra bán nè, mở ở đây nè. Có bán củ sen, bán hạt sen nữa nè. Này bán thêm hả? Dạ bán thêm nha. Bao nhiêu một cái? Dạ 20.000 một cái hả? 20.000 một cái. Chùm đó anh. Ồ. Đây, đây rồi, xin phép em nha. Đó, mở hành luôn. Thành phẩm mình xem được từ lúc làm cho tới lúc thành phẩm đó nè. Ruốc thì là từ màu trắng là xào lại giờ thành màu cam, chứ không phải cái loại màu đỏ. Khoai nướng em bán nhiêu cũ? Dạ 60.000 một ký luôn hả anh? 60.000 ký. Dạ 60.000 ký hả cả nhà ơi. Rồi là rồi bán cũ là cứ cân thôi hả? Dạ cân. Đâu cân đâu? Cái cân em bỏ trong đó đó anh. À rồi có cân ở trong. Không thấy cái cân này bơm nướng. Rồi khoan xác định một tí xíu là 6 giờ là em đậu ở đâu em bán? Dạ 6 giờ em đậu 173G Bình Thới em bán anh. 173G hả? Ủa đây cũng là 173 rồi. Cái này 179. À, xin lỗi cả nhà, đây là nói chung là trước nhà nha, trung tâm văn hóa là giờ bán gọi là 173G. Rồi mình mua xong mình qua đỉnh đứng cho mọi người xem cái địa điểm ăn. À, đó, hai màu rõ ràng nè cả nhà. Đó. Trắng là còn sống đó, nướng lắm rồi nó bắt đầu nó vàng. Em nướng cái này chết 50% rồi. Chín rồi. Nướng ở trong cái ấy là 50% rồi bắt đầu lột nướng tiếp. Dạ đúng rồi. Đó. Là cạo cạo bắp. Em có con dao thái nhỏ nhỏ hả? Để cà như lên nhiều khi cái trái bắp nó bị cháy quá đó. Không có, chị biết sao không? Chị lại chị lấy đi. Chị điện cho em bỏ vô đồ, chị điện cho em đâu có được đâu. Rồi không có bắt máy đâu. Thử đâu bán rồi, có mình một phần rồi. Không, gọi sáng á, chiều nay chị lấy cuốn trái nha, chứ dụng vậy á, được không? Nhớ không? Chắc khó. Mà chạy qua khách kia lấy cuốn trái này nữa. À vậy hả? Quên đăng ký phần của mình rồi, giờ sao ta? Dạ. Anh quên đăng ký phần của anh rồi, giờ anh có phải đợi lượt không? Dạ, nó không qua. Anh nói sao anh? Dạ, bà, anh có anh chắc của anh cũng phải đợi lượt tới anh luôn đó hả? Sao nữa? Nãy quên nói là... Anh lên đây. Đó là một tiền hình. Nghe, đưa cho anh này ha. Làm rối. Cái đẹp trai qua đứng trên bên. Em dạ. Mất ở đó chị. Tập trung nè, tập trung làm. Đây bị cung tay nè chị. Đó, 4 ly. Rồi. Vô. Đó, Phú mua 2 phần. Đừng khuyến mãi cho tôi nha, bán đúng nha. Đúng rồi nè, đúng 2 trái. Đó, ừ, 2 trái đúng rồi. Nó kêu chậm mới làm chậm á. Ý là đừng khuyến mãi mở hành, đừng khuyến mãi ruốc. Tốc độ thần thánh. Cứ ngày 9 hàng tháng là em nghỉ. Dạ, mùng 9. Mùng 9 là dưới đúng không? Dạ, đúng rồi. Là Tây Thi sẽ nghỉ để đi làm công tác thiện nguyện. Sa tế. Đường ớt. Đường ớt Mekong. Rồi.
24.000. Bây giờ mình qua cái địa điểm mà Thi bán mình ăn. Định đứng đây ăn nhưng mà thấy xe cộ đông quá, nó hơi ồn á, mình chia sẻ lại cái mình hoành lại chỗ kia nha cả nhà. Đó, đây là 173G Bình Thới, là chắc là buổi chiều là một lát hồi cái chỗ điện lạnh này người ta dẹp nè, là Tây Thi sẽ đẩy cái đây để mà bán. Rồi nhớ mọi người không thấy đó nhớ kiếm này nha. Rồi xong, cuối cùng thì một ngày công vui và vất vả thì cũng đã có được cái clip để gửi đến cho tất cả các bạn mà đã yêu cầu mình. Và mọi người cũng thấy rồi đó, để ra được một món ăn thì không có đơn giản một tí nào, đều phải đến đổi công sức và cái công lao hết. Thì thẳng tiện đây cũng chia sẻ luôn, thì đôi khi không phải là mình, bữa cũng có một số comment là muốn mình quay cái công đoạn chế biến để hiểu rõ hơn cái chỗ đó bán, nhưng mà thật sự chia sẻ với cả nhà là không phải là quán nào họ cũng sẽ đồng ý được cái việc đó. Đôi khi tại vì cái vấn đề là họ không thích ai người lạ vô bếp của mình, thứ nhất. Cái thứ hai là họ không có muốn chia quay những cái gì để lọt cái công thức của họ ra đó, cho nên cố được cái nào thì tụi mình sẽ cố để quay được những cảnh hấp dẫn để gửi trên cả nhà. Bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà của chú anh chị cùng tất cả các bạn thưởng thức bắp nướng Tây Thi. Đây, ăn thôi, chưa có trộn nha. Chưa có trộn mà thấy cái mỡ hành nó cũng nó thấm qua, ăn cũng rất là vừa. Bắp nướng chín tới, mặc dù thì thấy do bán đông á, rồi lửa còn lớn á, cho nên Tây Thi nướng nhiều khi nó còn chưa có đều, sẽ có thấy cũng có mấy trái thì nó hơi bị cháy nhẹ. Bây giờ mình trộn thôi. Cái ruốc này là không hoàn toàn có gia vị gì nha cả nhà, ăn nó lạc lắm, nó không có vị gì đâu, nó vẫn có cái mặn mặn nhẹ của cái dạng là của ruốc thôi, khó cảm nhận lắm. Mình phải trộn lên như mỡ hành. Mỡ hành của tôi thì làm có cái độ béo, hành tàn hành cọng bự đó nha. Trộn lên, trộn đường ớt lên. Chung cũng có một cái nhượng nhẹ của bắp nướng Tây Thi, ăn thì cũng thấy là ăn rất là vừa vị nè. Đó, hành thì là hành sắc to, cái khuyết điểm một tí xíu là những cái rau bắp nè, bạn là bạn Tây Thi nướng luôn rồi cái lột ra đôi khi vẫn còn sót cái rau bắp ở trong đây, thì có những cọng rau bắp cháy đó, vậy thôi. Ăn thì ok, với giá 12.000 như vậy hương vị. Đây là hai phần nha. Này 24.000 nha. Đừng có lộn nha. Coi lướt cái bấm lộn chết luôn. Ok. Thì ở đây Phú cũng xin phép chia sẻ một chút xíu về Tây Thi. Thì trước khi quay Phú cũng có tìm hiểu, thì cũng có khi mà cái thời gian mà Tây Thi được lên sóng á, cũng có nhiều bình luận nói chung là ác ý đối với Tây Thi. Gọi là nói là Tây Thi chảnh này nọ. Thì ở đây Phú cũng tiếp xúc hai lần. Thì ở đây và qua những lần mà nhắn tin để hẹn ngày để mà quay á, thì mình thấy là Tây Thi là người sống nội tâm, cho nên cũng rất là ít nói. Dạo gần đây thì Tây Thi cũng chia sẻ là quay nhiều cho nên nó cũng dạng hơn. Lúc trước là quay là cứ Tây Thi cứ dạ dạ thôi, ít nói, chứ không phải là chảnh gì đâu. Tây Thi rất là hiền, rất là thật thà, miền Tây hỏi sao chia sẻ vậy đó, là thứ nhất. Rồi thứ hai là Tây Thi là trước giờ cũng không có hát lô tô hay gì hết, coi như là chỉ có cái nghề là mình bán bắp vậy thôi nha. Đó rồi thì mọi người cũng thấy hết cái quá trình mà chuẩn bị của Tây Thi rồi, thì nếu mà ở gần đây gần khu vực này mà không có ai mà đi kiếm bắp nướng mà ở những cái nơi quen thuộc mà không có hay xa quá, thì ghé đây mua ủng hộ Tây Thi nha. Một ly chỉ có 12.000 thôi đó, cũng không có quá gọi là mắc đó. Cũng chính vì vậy mà Tây Thi đọc khi mà quay trước nhiều á, là nhận được nhiều lời comment quá, cho nên cũng áp lực. Vì chính vì vậy rồi làm không có xuể, cho nên cũng bỏ bớt những cái gia vị như là trước là có thịt thà gì nọ này nọ, nhưng bây giờ coi như là bán chỉ đơn giản là ruốc mỡ hành
chăm chút kể như vậy thôi, đơn giản. Rồi rồi xua quá cả nhà ơi, nói chung là quay ngày hôm nay là hơi bị dài cho nên không có đủ dung lượng, bây giờ phải đổi rồi cái máy. Thì đang ăn để chia sẻ thêm một chút xíu về hương vị của đề thi. Thì nói chung là món bắp cũng đơn giản thôi, mình sẽ không có dùng từ xuất sắc, nhưng mà để mình ăn gọi là ok với giá 12.000 thì rất là được. Nếu mà ở xung quanh đây mà không có cái món bắp nướng này thì ở đây nó bị một cái là nó sẽ mỡ hành thì nó sẽ hơi dòng một xíu, ăn thì có thể là khi là nó bị trái cái rau bắp còn sót, ăn có thể là một lát mình sẽ chưa hậu vị nó đang đắng xíu nhẹ thôi. Vậy thôi. Rồi cả nhà ơi, vậy là ngày hôm nay nó hoàn thành xong nhiệm vụ mà mọi người đã giao, là bắp nướng Tây Thi đã xuất hiện lên kênh của mình. Anh cũng cảm ơn Thi đã hỗ trợ tụi anh có một cái buổi quay để này. Thì ai ghiền món bắp nướng mỡ hành thì ghé ăn ủng hộ cho Tây Thi nha. Em cảm ơn Thi, cảm ơn anh Vũ ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Gắt, anh Nguyên Minh rất là nhiều. Mèo. Anh Mèo rất đó. Là nhiều. Đã quay ủng hộ cho em bữa nay và giới thiệu địa chỉ và món của em bắp nướng cho cả nhà biết, luôn ghé đi ngang với ủng hộ em. Dạ. Em cảm ơn anh thật là nhiều luôn. Đâu nha. Có gì đâu. Chúc anh thật là nhiều tràn đầy sức khỏe và chúc kênh của anh tất cả cô chú anh chị mà đang xem là được tràn đầy sức khỏe và vạn sự như ý luôn nha. Không có gì hết đó, em cứ giữ cái phong độ mình bán để nâng cao chất lượng sản phẩm lên được, để cho mọi người ủng hộ em về dài là được rồi. Dạ. Đó. Cảm ơn anh. Mọi người nha, đây thì thấy Thi cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ đây. Không phải kệ đây là kệ, đừng có mà nhiều chỗ kệ đi đây thì mua ủng hộ cho Thi chứ không phải là kệ bỏ đi. Giỡn một tí xíu vậy thôi. Rồi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà với hấp dẫn kế tiếp nha.